Ủa. Nãy giờ đi đâu? Nãy giờ đi đâu? Ba về mà không thấy con. Ui, cục vàng. Nãy giờ đi đâu con? Nãy giờ đi đâu vậy? Trời ơi, té nè. Bình tĩnh. Hết sức bình tĩnh. Con gái mà nhảy quá trời quá đất luôn hả? Ở nhà có giỏi không nè? Ở nhà con có giỏi không? Con có giữ nhà không? Hết thương không? Đó, wow, trầy chân tôi hết ăn rồi kìa. Đó, chân thúi quắc mà cũng liếm nữa. Ở nhà có giỏi không nè? Thấy con? Giỏi không? Ở nhà giỏi phải không? Ơi, con gái thường ngoan lắm đó nha. Mọi người ơi, con ngoan lắm nha. Cái cạp tôi không biết cái gì đâu mà cạp dữ vậy, không biết nữa. Đi dạo con. Đi. Đó. Trầy chân đầy cẳng tôi hết trơn hết trời ha. Gãi. Ui dạ. Rồi, đi ngắm cảnh nè.